Chào mừng quý vị đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ nhận được những thông tin thật là hữu ích. Sau đây, kính mời quý vị đến với phần thông tin chi tiết. Phụ huynh vây cơ sở dạy kèm miệt thị, đánh giả mang học sinh ở Ninh Thuận. Phụ huynh kéo đến bao vây cơ sở dạy kèm đánh giả mang học sinh. Nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc con em mình bị miệt thị, đánh đập. Chiều 29 tháng 12, phóng viên có mặt tại cơ sở dạy kèm tại số 86C, đường Hải Thượng Lãng Ông, Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tại đây, rất nhiều phụ huynh có mặt trước cổng cơ sở này. Nhiều người tỏ ra rất bất bình trước hành vi đánh đập học sinh của bà Thu. Anh Nguyễn Thanh Tâm, khu phố 7, phường Tấn Tài, phụ huynh của em NHMP, học sinh lớp 3, bé trai mặc áo thun xanh bị người phụ nữ nắm tóc giật mạnh xuất hiện trong clip. Anh Tâm bức xúc trưa nay sau khi nhận được thông tin từ người thân trong gia đình về việc con mình xuất hiện trong clip mà báo phản ánh. Tôi lập tức có mặt tại cơ sở này để làm cho ra lẽ. Tôi đã gửi con ở đây hơn 2 năm nhưng không biết có sự việc trên xảy ra. Trước đây, bà Thu có xin phép tôi trong quá trình dạy sẽ có đánh nhẹ đối với các bé để tạo tính răn đe. Tuy nhiên, xem những hình ảnh trong clip mà báo chí phản ánh, tôi mới biết rõ sự thật quá dã man. Không riêng anh Tâm, chị Võ Thị Thu, phụ huynh cháu VND là học sinh lớp 3 đang theo học tại đây cũng tỏ ra bức xúc. Trước đây đã có nhiều lần phát hiện thấy các vết bầm tím trên cơ thể cháu. Tuy nhiên, do cháu rụt rè không kể rõ nên gia đình cũng lặng lẽ cho qua. Đến hôm nay, xem được những hình ảnh trên thì mới vỡ lẽ nên tôi rất đau lòng. Theo quan sát của phóng viên, chiều 29 tháng 12, cơ sở này đã đóng cửa im ỉm, bàn ghế bên trong đã được xếp gọn lại và trong nhà không có người.